rồi trong phần này chúng ta sẽ vào mục file. Đầu tiên là đi với menu file. Menu file nó có tính năng gì? Trong menu file của Office 2016, 2013 trở lên chứ không cả 2016, nhưng mà 2016 vì trong em yêu cầu từ 2016, 2019 và 365 nó đều tương ứng với nhau. Thì chúng ta có mục home, đó là cái mục cơ bản nhất. Trong phần recent này, chính là recent này nó giúp chúng ta tìm những file nào mở gần đây nhất. Đây là cái mà khi mà chúng ta vừa mở xong mà chúng ta không biết là đang ở đâu hoặc là vừa mở file gì, đây là một cái tính năng cực kỳ hiệu quả. Và muốn biết nó nằm ở đâu thì chúng ta chỉ cần di vào nó thôi, di chuột vào cái hình của nó ra thì cái đường dẫn nó hiện lên và chúng ta đã biết là cái file nó nằm ở đâu ạ. Tiếp theo sang mục thứ hai là mục new. Mục new trong phần mang danh mục file á, thì bao giờ chúng ta cũng có một cái blank presentation, có nghĩa là cái một cái slide trống, một cái trình diễn trống, thì cái này giúp chúng ta triển khai từ đầu. Còn phía dưới thì chúng ta cho chúng ta một số lựa chọn mẫu, chúng ta chọn cái bản trình chiếu nào phù hợp với mục đích của chúng ta chọn vào nó. Tuy nhiên trong bài này là hướng dẫn chúng ta tự thiết kế nên chúng ta không chọn một phía dưới, không chọn cái template mẫu này ạ. Trong mục Open nó cũng tương tự, Open là mở những file đã có sẵn, thì trong cái mục Open này nó có hai phần. Phần bên khung ở chính giữa này, đó là chúng ta duyệt ở vị trí lưu file. Còn cái khung bên phải là giúp chúng ta tìm những file mở gần đây nhất từ ngày hôm nay, này, ngày hôm qua và tuần này. Đấy là những cái file mà giúp chúng ta tìm nhanh nhất cái file mở gần nhất. Thì trong Word, PowerPoint, Excel nó cũng tương tự. Khi học nắm vững ở cái này thì đối với lại bộ Office chúng ta sẽ làm tương tự. Trong mục Info, Info này nó giúp chúng ta làm gì? Giúp chúng ta biết bảo vệ cái bản trình chiếu của chúng ta. Trong chế độ là bắt buộc phải tích vào Edition, Edition thì mới có thể chỉnh sửa được file video hoặc là chúng ta đặt mật khẩu. Xét là chúng ta đã chỉnh sửa những cái gì vào trong file thì sẽ lưu ngay vào cái file đấy. Còn xét S là tạo ra một file mới. Thì trong cái tính năng này, nếu thầy cô nào mà đã sử dụng cái PowerPoint cũ 2003, tức là cái đuôi mở rộng của nó là .ppt ấy, thì các thầy cô nên lưu lại theo dạng xếp S và chọn mặc định, chọn cái vị trí lưu vào browser này và chúng ta sẽ tìm đến vị trí lưu. Vị trí của thầy cô lưu ở đâu thì chúng ta chọn đến vị trí đấy. Chúng ta đặt tên và mặc định chúng ta sẽ đặt PowerPoint presentation. Thì cái bản đời 2003 nó sẽ là có cái .203 như thế này ạ, PowerPoint 97-2003. Thì đối với các bản trình chiếu mới, đặc biệt là Win 10, nó sẽ gây lỗi rất là nhiều và cái bản trình chiếu của chúng ta bị nặng, hiệu quả không cao. Muốn chèn trong tương tự với Office như bản Word và bản Excel, mà nếu chúng ta muốn chèn cái thầy cô vào đây mà bảo tại sao không chèn được ký tự đặc biệt ấy, không chèn được cái bảng công thức toán học, thì đây chính là do cái tính năng chúng ta đang để là PowerPoint 97-2003 này, mà chúng ta phải chọn nó về là PowerPoint Presentation. Đấy nha, tất cả các thầy cô, đặc biệt là các thầy cô phối, tức là các thầy cô có sử dụng đến số mũ và các công thức toán học, mà chúng ta phải lưu ý cái phần này, đó là đặt mặc định về PowerPoint Presentation, chuyển từ thằng 2003 này về nhá. Trong trường hợp mà thấy tự nguyên cái văn bản của mình không rõ được các cái số mũ này, không rõ được công thức toán học, trong Word cũng thế, PowerPoint và Excel đều thế ạ. Sau đó chúng ta chọn lưu. Trong mục Print, Print thì nó đơn giản là nó là in. Thì tất cả các máy in mặc định nó sẽ để là Print On. Print On đối với lại là Office thì trong slide, trong PowerPoint thì nó là slide, còn trong Word thì nó là page. Trong Excel nó cũng tương tự, nên là chúng ta muốn in trang nào thì chúng ta sẽ chọn trang đó. Ví dụ trang 3 thì chúng ta ấn trang 3. Còn từ 3 đến 5 thì chúng ta dấu 3 trừ 5. Trong trường hợp chúng ta muốn in trang 3, trang 5, từ trang 3, trang 5 và trang số 7 thôi, chứ không in trang 6 thì chúng ta phải có 7. Đây là cú pháp của lệnh in. Cái lệnh in này nó cũng dùng cho tất cả các bản Office nha. Và một cái khá quan trọng trong cái danh mục file này nữa, đó là chúng ta có phần export. Export giúp chúng ta làm gì? Giúp chúng ta chuyển đổi file PowerPoint, file trình chiếu này sang một dạng video.
hoặc sang một dạng PDF. Cũng tương tự, khi chúng ta chọn định dạng nào, nó cũng sẽ có cái chọn vị trí lưu, đặt tên và định dạng. Thì nếu chúng ta chọn mặc định là PDF rồi, chúng ta không cần phải chọn lại định dạng nữa. Chúng ta cứ nhìn cái phần save as file này, chính là cái dạng file chúng ta đã chọn. Trong trường hợp mà chúng ta muốn lưu thành dạng video, chúng ta vẫn vào mục file và export, sau đó chọn create a video. Trong cái phần video này, chúng ta sẽ có hai mục. Mục một là chất lượng video. Thì thông thường nếu các thầy cô muốn truyền tải cho học sinh mà vừa nhanh vừa hiệu quả, chúng ta chỉ để mức 720 thôi, HD nhá. Còn trong trường hợp chúng ta muốn trình chiếu ở màn hình lớn thì chúng ta chuyển sang HD, Full HD hoặc là 4K. Với những cái này thì khi phóng hình lên cái hình khổ lớn thì nó không bị muỗi, không bị vỡ hình. Nhưng trong trường hợp sử dụng máy tính thì máy tính và điện thoại thì chúng ta chỉ cần standard là 480 hoặc 720 thôi. Và trong mục thứ nhất là chất lượng, mục thứ hai của chúng ta có hai lựa chọn. Một là cái hiệu ứng của chúng ta mặc định nó sẽ là 5 giây một slide, nó tự chuyển. Chúng ta ghi nào nó sẽ tự chuyển sau mỗi một slide. Khi chuyển sang video thì cứ slide thứ nhất sau 5 giây nó tự chuyển sang slide thứ hai dưới dạng video. Xong mục. Còn mục phía cuối này chúng ta có hai mục là close thì nó là đóng file lại. Còn kiểm tra cái phiên bản của chúng ta có bản quyền hoặc bản bao nhiêu, chúng ta vào account. Account này chúng ta sẽ nhìn thấy đây, bản này của em là bản 2019, Office 2019. Chúng ta sang mục Insert. Insert giúp làm gì? Insert tiếng Việt của chúng ta có nghĩa là chèn, thì tất cả những cái gì liên quan đến các thầy cô muốn chèn nó vào thì đều vào mục Insert. Từ chèn ảnh, chèn chữ, chèn ký tự, rồi chèn biểu đồ, chèn slide, chúng ta đều vào trong Insert. Trong danh mục Home thì chúng ta có các cái phần clipboard là gì? Clipboard là giúp chúng ta những cái gì sao chép tạm thời nó nằm trong clipboard. Và chúng ta sử dụng các cái lệnh cắt, copy. Trong cái phần này chúng ta có một nội dung cực kỳ quan trọng, đó là format pane trong danh mục Home. Danh mục Home format pane là gì? Khi các thầy cô định dạng một, khi các thầy cô đã định dạng một cái đối tượng ở bên trong này, và các thầy cô không có nhiều thời gian để chỉnh lại cái đối tượng này mà lại muốn sao chép nó sang giống hệt với đối tượng khác, thì cái phần format pane này khá là hiệu quả. Đấy, sau khi thầy cô đặt nào này, loại phông chữ rồi cỡ chữ, sau khi tạo xong mà chúng ta muốn chọn xuống cái mục thứ hai, nó cũng giống hệt mục thứ nhất, chỉ khác nội dung thôi, thì chúng ta sẽ chọn vào đối tượng thứ nhất, chọn format pane và chỉ vào đối tượng thứ hai. Có thể cô đã thấy ngay lập tức nó sao chép hiệu ứng cho chúng ta đấy ạ, cực kỳ nhanh và hiệu quả. Em nhắc lại, trong mục Home chúng ta có một phần cực kỳ quan trọng, đó là format pane, đó là sao chép đối tượng. Khi định dạng một đối tượng mà thấy nó hiệu quả rồi, chúng ta muốn áp dụng các cái chỉnh sửa đấy đối với đối tượng thứ hai, thì chúng ta sẽ chọn đối tượng đã có chỉnh sửa tốt rồi, chọn sang mục format pane và chỉ vào đối tượng muốn sao chép cái chỉnh sửa đó. Tiếp theo chúng ta có mục paste. Paste ở đây khá là hay. Khi các thầy cô lựa chọn lệnh copy, Ctrl C hoặc kích chuột phải chọn copy, copy đối tượng ạ. Thì cái mục paste này cực kỳ quan trọng, đó là chúng ta đây là đang dạng sáp, auto sáp. Tức là nó là một cái dạng hình khối cơ bản. Nhưng bây giờ mình muốn chuyển nó sang dạng ảnh thì chúng ta sẽ kích chuột phải và chọn paste picture. Khác với các thầy cô Ctrl V nhá hoặc ấn paste thì nó sẽ sao chép y hệt, nó vẫn là một cái dạng sáp. Nếu chúng ta chỉ vào đây thì cái góc trên này của chúng ta là format sáp. Nhưng nếu chúng ta chỉ vào đây thì nó là picture format. Thì mỗi cái sẽ có định dạng chỉnh sửa khác nhau. New slide có nghĩa là tạo một slide mới.
trong lưu slide mặc định chúng ta có 9 cái layout. Theme là các cái chủ đề có sẵn, tức là chúng ta không có thời gian tạo mà chúng ta thấy cái chủ đề này nó phù hợp. Giống như chúng ta khi nói về chủ đề màu xanh thì đấy là cả một cái bài, cả một cái chương trình của chúng ta chủ đề về màu xanh, nhưng bố cục trong cái bài đó như thế nào thì chính là cái phần layout. Chúng ta quay trở lại một form của layout. Trong layout của chúng ta có 9 dạng định dạng có sẵn, ví dụ như là chỉ có nội dung về chữ, có nội dung cả về chữ và các cái nội dung trong gồm có hình ảnh, video, âm thanh. Tức là đơn giản nó chỉ là bố cục thôi. Đây có thể chọn bất kỳ một bố cục nào thầy cô sẽ thấy đó. Rồi tiếp đến chúng ta có phần insert. Như em đã nhắc, insert là toàn bộ cái phần liên quan gì đến chèn là chúng ta sẽ vào phần insert. Trong đây chúng ta có chèn bảng biểu, chúng ta có thể chèn trong Word và copy sang sẽ hiệu quả hơn nếu mà thầy cô không muốn chỉnh các cái hiệu ứng phía dưới này và các cái thanh, các cái nét kẻ này nó có màu sắc khác nhau thì chúng ta không nên chỉnh trong PowerPoint. Thì chỉnh với người quen thì không vấn đề, thì chúng ta chỉ vào format và điều chuyển các định dạng thôi. Nhưng với người bình thường mà chúng ta lại mất thời gian chèn vào nó thì mất rất nhiều thời gian. Đầu tư là border hiện hết đây. Đây là với trường hợp là chỉnh quen, còn không chỉnh quen thì sẽ mất rất nhiều thời gian cho những cái phần chỉnh bảng biểu này. Chúng ta có mục tiếp theo là mục chèn hình ảnh. Và trong mục ảnh có hai đường dẫn. Đường dẫn thứ nhất là đường dẫn offline hay gọi là VIP PC, có nghĩa là trên máy tính của chúng ta hay là tất cả các thiết bị nào cắm vào máy tính của chúng ta thì gọi là offline. Còn chúng ta tìm kiếm ở trên mạng thì gọi là online picture. Screenshot, đây chính là chụp một cái màn hình của chúng ta và chèn vào nhanh luôn, là chèn ngay màn hình của chúng ta ở bên ngoài đấy. Ví dụ chèn một cái này vào, chỉ việc ấn vào nó là xong, hay lập tức nó chèn vào trong slide cho chúng ta. Trong trường hợp chúng ta bảo chỉ chèn muốn một phần nhỏ cái ảnh này thôi hoặc cái phần khóa học này thôi chứ không chèn cả cái phần ảnh của cái giao diện đấy thì chúng ta vẫn vào screenshot, nhưng chúng ta chọn screen clipping. Và đây chúng ta chỉ cần bôi cái phần này thôi, chúng ta cũng có thể chèn. Đối với phần chèn này thì cũng tương tự trong Word và PowerPoint, trong Word và Excel chúng ta cũng làm tương tự, cũng có thể chèn như thế. Tiếp theo photo album, nếu trong trường hợp chúng ta muốn có nhiều hình ảnh trong một thư mục, chúng ta muốn chọn cái thư mục đó để những cái hình ảnh đó để làm một cái slideshow ấy, tức là một cái bản trình chiếu. Trong phần sharp, khi chèn vào sharp này chúng ta sẽ có cái phần action button này, có nghĩa là các cái nút hành động. Cái nút hành động này chúng ta sẽ thực hành trong cái buổi thứ ba. Còn trong các cái hình khối như hình tròn, để vẽ được hình tròn và hình vuông thì chúng ta sẽ chọn cái hình ellipse và giữ shift. Đối với lại hình tròn, đối với hình vuông chúng ta chọn biểu tượng hình chữ nhật và giữ shift để vẽ hình vuông. Những hình khối này cực kỳ quan trọng trong quá trình thiết kế một cái hình mà chúng ta không có sẵn. Đấy, ví dụ như đây là một cái bóng đèn chẳng hạn, em thiết kế theo dạng bóng đèn ngày xưa đấy, đúng không ạ? Cái bóng đèn tròn mà chúng ta không có sẵn thì ở đây em không hướng dẫn về phần chỉnh sửa nó nhiều, mà chỉ cần thay đổi một số kích thước thôi. Sau đó chúng ta nhóm lại bằng danh mục format, sau đó chọn group. Chúng ta quay góc giống kiểu bóng đèn. Còn phần chỉnh sửa của sharp này khá là hay, đó là trong sharp này giúp chúng ta có thể làm mờ chế độ hiển thị. Vào trong mục insert và chọn 3D model này á, thì trong tất cả những cái chèn nó bao giờ nó có hai đường dẫn, một đường dẫn là offline có nghĩa là trên máy tính của chúng ta và một đường dẫn là online. Thì chúng ta chọn theo phương án nào, nếu có mạng chúng ta nên chọn online, nó khá là sinh động. Cái chế độ 3D vừa xong đấy, nếu chúng ta chọn 2D thì cá mập của chúng ta nó sẽ không quay được các hướng. Đây toàn bộ là PowerPoint hết nha, không có một cái gì ngoài PowerPoint đâu ạ. Có thể cô có thể thấy được hình ảnh chú cá mập bơi tung tăng và hình của nó khá là hình sinh động. Tiếp theo chúng ta có phần Smart App.
đó là xem biểu đồ thông minh. Ở một danh mục đầu tiên đó là ôn, có nghĩa là tất cả những cái gì có trong cái phần Smart App này nó đều làm hết, chúng ta chỉ được kéo lên kéo xuống và chọn cho nó phù hợp thôi. Còn trường hợp thứ hai, chúng ta tìm theo chủ đề, ví dụ như là danh mục một danh sách ấy, chúng ta chọn vào list, chúng ta sẽ thấy người ta đưa ra cho những cái biểu tượng, những cái biểu đồ thông minh có sẵn này, list theo hình ngang, hình tròn, rồi các cái mắt cáo này. Trong trường hợp thứ hai nữa là chúng ta tìm sang cái process, tức là tiến trình ấy. Nó đi từ thứ nhất sang thứ hai, thứ ba, cứ dần dần như thế. Và cái biểu đồ tiếp theo là biểu đồ vòng tròn, giống như cái vòng đời của con ve hay con bọ ngựa hay gì đó, ấu trùng gì đó, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái này. Tương tự, chúng ta chỉ việc chọn những cái tiếp theo so phù hợp với bản biểu đồ mà chúng ta muốn chèn. Sau biểu đồ thông minh thì chúng ta có biểu đồ về tỷ lệ. Biểu đồ tỷ lệ thể hiện các cái thành phần dân số rồi là mức tăng trưởng của các năm. Như cái này thì thông thường ở Excel người ta làm nhiều. Biểu đồ này trong phần báo cáo đối với những cái bảng thống kê hoặc là tài chính người ta hay làm, còn với cá nhân các thầy cô thì chắc là rất rất ít làm. Nhưng em giới thiệu phần, cũng giới thiệu qua về phần chèn nó ở đâu, lấy nó ở đâu ra. Nó chính là trong mục Insert và Chart. Chúng ta quan trọng hơn ở trong phần này đó là phần Word Art. Word Art là gì? Là chữ nghệ thuật. Ở đây có hai phần khá giống nhau, đó là Word Art và Textbox. Chúng ta chèn Word Insert này, một Word Art ngay đây, và chúng ta có phần Textbox đây. Thế giữa Textbox và Word Art khác gì nhau mà tại sao phải chọn hai cái? Có nghĩa là nếu đối với Textbox là hộp văn bản, nó sẽ cái văn bản của chúng ta sẽ nằm trong một cái hộp, một cái khung ấy. Và để chỉnh được cái chữ này cho nó nghệ thuật thì chúng ta lại phải mất một phần nữa, đó là vào format và chọn text effect. Còn đối với Word Art này, nó sẽ bỏ bớt cho chúng ta những cái phần đi sâu vào mới tìm được, mà nó nằm ngay ở bên ngoài, nó chỉ khác nhau ở phần đấy thôi, còn quá trình chỉnh sửa nó giống hệt nhau. Cái dạng chữ nghệ thuật cũng có phần effect và cũng chọn vào chọn cũng thay đổi. Đấy là sự khác nhau giữa Word Art và Textbox. Thầy cô chọn cái nào phù hợp thì chúng ta chọn. Sau mục Word Art và Textbox, chúng ta có mục chèn number one, tức là cái đánh số trang ở phía dưới. Phần này chúng ta không cần thiết lắm, nhưng mà em vẫn hướng dẫn đó là chúng ta tích vào phần number. Và đây, nếu tích vào ô nào thì sẽ chọn một cái dưới trang của chúng ta ở chỗ đấy. Nếu tích vào mục nào thì ngay cái khung của review ở bên góc bên phải này, nó sẽ hiển thị giúp chúng ta là đang hiển thị đâu. Thế cứ là màu đen này, nó đang hiển thị màu đen này. Nếu không có gì nó bỏ này, line number này, nó nằm ở phía dưới bên phải này. Đấy, cứ tích vào đâu là sẽ thấy. Đấy, tích vào mục footer, có nghĩa là cái phần nội dung cuối trang ấy, màu đen nên mình biết chúng ta đang chọn cái mục nào. Đấy, bỏ đi nó sẽ trở lại màu trắng. Nếu chúng ta muốn đánh số trang cho slide, nó sẽ vào Insert Number Slide. Trong mục chèn, ban nãy em có bảo đó là chúng ta sử dụng cái equation này, có nghĩa là chèn các cái công thức toán học. Equation nó là chúng ta vẽ công thức. Tức là đối với giáo viên cấp 2, cấp 3 và những người hay sử dụng công thức toán học hóa học, ví dụ A bình phương cộng B bình phương bằng ở chấm gì đó, hoặc là tổ hợp gì đó, thấy không ạ? Ngay lập tức là cái này là của chúng ta nó có, chứ không phải ngồi phạm như mọi lần đâu ạ. Thì chúng ta sẽ chọn Insert để nó chèn vào cái bảng đây ạ. Đã chèn xong rồi đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần Insert Video. Trong video em cũng nói rồi đó, chúng ta sẽ luôn có hai đường dẫn, một đường dẫn là offline và một đường dẫn online. Thì cái audio nó lại không cho mình online mà nó cho mình ghi record audio, có nghĩa là chúng ta ghi trực tiếp. Một cái là audio on PC, cũng là đã có sẵn ở trong máy, và một cái là chúng ta tự ghi. Thì nếu vào chế độ tự ghi thì chúng ta sẽ có cái biểu tượng nút chấm tròn này là bắt đầu ghi. Thì ghi như thế nào và đồng bộ như thế nào thì chúng ta ký vào phần, đến cái phần chắc là bài thứ 3 là chúng ta học về animation.
screen trong mục screen recording có nghĩa là nó sẽ ghi hình toàn bộ cái màn hình chúng ta đang chỉnh sửa. Nếu các thầy cô không chưa hoàn thiện một bài trình chiếu thì chúng ta không sử dụng tính năng này. Và nếu mà hoàn thiện rồi mà muốn thử, chúng ta có thể thử bằng tính năng screen recording. Tiếp chúng ta sang phần design, phần theme và phần layout. Rất nhiều người không hiểu theme và layout là gì. Theme có nghĩa là chủ đề em đã nhắc rồi. Còn layout là gì? Layout là cái bố cục của một chủ đề. Trong phần design này chúng ta có mục số 2 này cực kỳ hay, đó là cái mục về slide size. Slide size là dùng để làm gì? Một là chế độ tỷ lệ khung hình 43, ngày xưa mà hay dùng đối với màn vuông á. Còn bây giờ chúng ta thường sử dụng màn tỷ lệ 16:9 hoặc 16:10. Ngoài ra chúng ta sử dụng custom slide size để giúp chúng ta thiết kế một cái poster này. Đây, ví dụ em sẽ tạo một cái slide width là chiều rộng và height là chiều cao, ví dụ em để 30 là chiều cao và chiều rộng em chỉ để có 15 thôi. Đấy, các thầy cô nhìn thấy cái bên cạnh này nó dài ra vậy. Đây chính là những cái poster mà chúng ta hay sử dụng để quảng cáo hoặc những catalog mà người ta hay thiết kế dùng với PowerPoint. Khi chúng ta chọn được size rồi, chúng ta có thêm phần thứ hai là format background, đó chính là hình đổ nền cho cái slide của chúng ta này. Solid fill có nghĩa là chỉ đổ màu. Khi chúng ta chọn solid fill thì chúng ta chọn cái màu ở phía dưới, ví dụ màu vàng, màu đỏ, nó chỉ là có một màu duy nhất. Và trong cái phần đổ màu thì phía dưới có một cái nữa, đó là transparent, đó là cái phần làm mờ. Nên nếu như em để cái đối tượng này em muốn làm mờ, để nhìn thấy phần dưới đó, đấy chính là transparent. Nếu chúng ta không tìm thấy nó nào ở đâu thì chúng ta vào format thì chúng ta có thể tìm thấy luôn, nó nằm ở phía góc. Còn muốn làm mờ đối tượng nào thì chúng ta phải chọn đối tượng đó. Ví dụ em chọn cái trên, em cho sang màu đỏ và em cũng làm mờ để nhìn thấy phần nền dưới. Gradient fill này chính là cái phần hiệu ứng bóng, nó sẽ đổ từ màu nọ tràn sang màu kia. Thì cách đổ như thế nào thì chúng ta cũng sẽ làm lần lượt trong bài. Đây em chỉ giới thiệu về các tính năng. Sau gradient fill mà các thầy cô bảo muốn dùng cái hình nền, có một cái tấm hình để làm nền, chúng ta vào picture all text fill thì chọn. Sau khi chọn cái phần picture chúng ta cũng tìm insert, lại nhìn thấy chữ insert đúng không ạ, là chính là chèn. Chúng ta đi tìm cũng có phần từ offline là from a file, nó tìm ngay trên máy của chúng ta. Còn online picture là tìm trên mạng. Danh mục tiếp theo là transition. Transition và animation, em giải thích rõ hai cái này. Transition là mục dịch chuyển slide, tức là nó chuyển từ tờ bìa này, từ slide này sang slide khác, không liên quan gì đến nội dung trong slide cả. Còn animation là hiệu ứng cho đối tượng đó nó nằm trong từng slide một. Đó là trong đối tượng, trong slide này có đối tượng nào thì animation chính là đảm nhiệm cái hiệu ứng cho đối tượng đó. Nên khi chỉnh đối tượng trong một slide thì không ai vào mục transition mà chỉ có vào animation thôi. Và ngược lại, khi dịch chuyển từ slide 1 sang slide 2, từ slide 1 sang slide 2 thì không ai đi vào animation cả mà buộc phải sang transition. Đấy là sự khác nhau giữa hai cái. Và transition là gì? Transition là dịch chuyển slide. Trong mục transition này có các hiệu ứng. Ở trong đây chúng ta sẽ có hiệu ứng dịch chuyển, đúng không ạ? Nó sang cái thứ hai. Random là ngẫu nhiên. Trong phần transition thì một ngoài cái hiệu ứng ra thì phía bên tay phải cái phần timing của chúng ta có các yếu tố cần lưu ý như sau. Một đó là âm thanh dịch chuyển slide. Trong mục sao là gì? Sao có nghĩa là âm thanh dịch chuyển slide. Chẳng hạn khi chúng ta mở từ tờ này sang tờ khác mà không muốn phát ra tiếng động thì chúng ta chọn no sound, hoặc chúng ta làm cái bùm một cái như kiểu đóng sập cửa ấy, chúng ta chọn vào trong đây và chọn các cái âm thanh. Ngoài ra muốn chọn âm thanh theo ý mình thì là other sound. Other sound là gì? Là cái âm thanh chúng ta có riêng, chúng ta ghi âm hoặc chúng ta lấy theo cái ý bằng một bài hát nào đó, chúng ta sẽ chọn other sound và tìm đến thư mục lưu trữ và chọn ok. Thế là chúng ta sẽ chuyển từ slide 1 sang slide 2.
có âm thanh. Còn duration là gì? Mọi người bảo duration khó hiểu quá. Duration rất dễ hiểu. Duration nó chỉ là tốc độ mà thôi. Trong cái slide 1 chuyển sang slide 2 mất bao nhiêu lâu thì đấy là duration. Tiếp có mục Advanced Mind, đó là On Mode Click. Những cái này thì là những cái cực kỳ quan trọng trong quá trình thiết kế bài trình chiếu, dù bất cứ với ai, dù với người chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp. On Mode Click có nghĩa là gì? Khi chúng ta tích vào ô này thì mỗi một cái click khi trình chiếu nó sẽ chuyển sang cái thứ hai. Đó, khi đây là click chuột, nó sẽ chuyển sang cái thứ hai và chuyển cái tiếp theo. Nhưng nếu trường hợp chúng ta bỏ click đi, On Mode Click và bỏ đi Apply, đấy, em đang ấn chuột rồi đấy, nhưng mà nó không có chảy dung gì đâu. Và bây giờ muốn nhảy thì phải sử dụng bằng bàn phím. Nhưng đây chính là cái tính năng mà chúng ta khá quan trọng trong thiết kế trò chơi. Thì khi thiết kế một cái gì mà chúng ta không muốn vô tình học sinh hay là giáo viên mà cứ ấn lock chuột lên mà nó bị nhảy mất, nhưng không ấn được thì chúng ta lại làm thế nào cho nó chuyển, thì cái đấy là trong bài thiết kế cụ thể chúng ta sẽ làm. Tiếp theo đến phần After. After là số giây, số thời gian sẽ dịch chuyển. Nếu như trong thời gian của chúng ta từ slide 1 sang slide 2 là slide tĩnh, có nghĩa là không có nội dung gì nhiều ở trong đây, thì cứ mặc định chúng ta ấn vào After này, sau đó để 5 giây. Thì 5 giây nó sẽ tự chuyển từ cái thứ nhất sang cái thứ hai. 1, 2, 3, 4, 5, đấy. Trong trường hợp thứ hai mà chúng ta không chọn, trong đây nó có nhiều đoạn phim thì chúng ta không đánh thời gian vào mà chúng ta chỉ cần việc tích vào thôi ạ. Chúng ta để về ban đầu như ban đầu và chúng ta chỉ việc tích vào cái ô này chứ không đánh số thời gian. Các thầy cô nhớ nhá, không đánh số thời gian. Nếu như trong đây chúng ta có một video dài 5 phút chẳng hạn, hoặc là 30 giây, chúng ta không cần phải đánh thời gian, chúng ta chỉ cần tích vào after thôi. Thì sau thời gian hết cái đoạn video đó nó cũng sẽ tự chuyển. Nhưng là nhớ là phải tích ạ. Tiếp theo sang animation. Cái này là rất rất quan trọng trong mỗi một bài học. Animation gọi là hiệu ứng cho đối tượng. Các thầy cô lưu ý nhé, phải chọn đối tượng đó. Ví dụ đây em có hai ảnh giống hệt nhau đúng không ạ? Hai ảnh giống hệt nhau. Thì em bảo là em muốn hiệu ứng cho cái này nhưng em cứ rơi chuột. Đi chuột xong em vào đây nó cứ mờ, hoặc là lại ấn sang một cái khác cho cái này. Mặc dù muốn hiển thị cái bên phải nhưng em ấn vào cái bên trái. Vậy muốn tạo hiệu ứng cho đối tượng nào thì điều trước tiên chúng ta phải chọn cái đối tượng đó, được chưa ạ? Ở trong cái phần animation chúng ta có 4 dạng hiệu ứng. Không tạo thì lúc nào trên màn hình của chúng ta cũng có sẵn như thế này. Đấy, nó lúc nào cũng xuất hiện như này. Em giới thiệu 4 loại hiệu ứng và sự khác nhau giữa Add và Animation. Hiệu ứng thứ nhất là Add trên, có nghĩa là đặt cho nó một lệnh khi nào gọi nó mới được thực hiện. Đấy là lệnh Add trên là hiệu ứng xuất hiện. Đấy, khi mà hiệu ứng slide lên nó sẽ trắng như này và khi tích chuột nó mới chạy ra. Hiệu ứng thứ hai là hiệu ứng nhấn mạnh, emphasis, đó là khi nó vào đến nơi thì nó nhảy cho hai cái nó mới được cắt dừng. Đây, khi đường đường một tí đây. Đấy, khi vào đến nơi để gọi, gọi thì mới được vào, và vào thì phải nhảy. Đấy, đấy là hiệu ứng nhấn mạnh. Và một hiệu ứng thứ ba nữa là hiệu ứng motion path, có nghĩa là dịch chuyển. Thì trong đây có dịch chuyển theo các cái đường này, theo khung này, theo góc này, và theo vòng tròn này, hoặc là vòng mặt này. Ngoài ra có custom path. Custom path này là gì? Cũng là theo ý của chúng ta. Cái này nó sẽ đi vòng xuống dưới, nó vòng lên trên, vòng theo như ý của chúng ta đấy. Mình dừng lại đây. Và cuối cùng sau khi hiện xong thì chúng ta có hiệu ứng cuối cùng, hiệu ứng biến mất hay là kết thúc ạ.
bay ra, bay vào. Còn đây là cái bài toàn bộ 4 hiệu ứng của chúng ta. 1 là xuất hiện, 2 là nhấn mạnh, 3 là di chuyển theo dịch chuyển, và 4 là biến mất. Và để hiển thị được cái bảng animation tên này đi, vì ban đầu nó không có đâu ạ, đúng không ạ? Ban đầu nó sẽ trắng như này, nếu muốn nó hiển thị lên để biết nó có những hiệu ứng nào thì chúng ta sẽ ấn vào mục vào animation này và chỉ vào animation pen. Pen là cái bảng hiệu ứng. Khi tích vào animation pen thì cái bảng hiệu ứng nó xuất hiện, và khi chỉ vào đối tượng nào thì chúng ta sẽ thấy màu cam bên này, cũng là đối tượng này đang có rất nhiều hiệu ứng dành cho nó, và những hiệu ứng nhiều nào thì nó có cái phần multi này, hoặc là ấn vào từng hiệu ứng để biết đó là hiệu ứng nào này. Trong mục animation chúng ta nhìn thấy có hai phần. Phần thứ nhất là animation, phần thứ hai là add animation. Cái sự khác nhau giữa animation và add animation là gì? Animation là thay đổi hiệu ứng có sẵn, thêm hoặc thay đổi một hiệu ứng có sẵn. Ví dụ đây chúng ta đã có rồi thì nó sẽ thay đổi, còn chưa có thì nó thêm vào. Ví dụ đang hiệu ứng của em ở đây là hiệu ứng appear. Những cái khi chúng ta chỉ vào hiệu ứng nào thì nó sẽ màu xám ở phía trên cho biết chúng ta đang chọn hiệu ứng đó. Và bây giờ em muốn đổi hiệu ứng này thành một hiệu ứng random. Đấy. Thì ngay lập tức khi chỉ vào hiệu ứng này chúng ta nhìn thấy nó random, nó màu xám, nó thay đổi rồi. Nhưng bây giờ em muốn hai lần xuất hiện. Lần thứ nhất là xuất hiện random đấy, và lần thứ hai là nó phóng to lên như này. Thì nếu như em mà chọn sang zoom thì ngay lập tức nó đổi. Vậy để thêm hiệu ứng xuất hiện là phóng to chứ không phải đổi, là em sẽ phải vào add animation, tức là thêm hiệu ứng. Và cách sắp xếp hiệu ứng khi chúng ta vừa tạo xong, lẽ ra muốn cho hai cái hiệu ứng này nó liền nhau cơ, nhưng mà đây lại cứ cái hiệu ứng nào thêm thì nó xuống cuối cùng. Vậy để sắp xếp nó thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ giữ chuột và kéo nó lên vị trí mong muốn. Vô tình các thầy cô làm sai, lẽ ra kéo lên vị trí thứ hai, chúng ta lại kéo lên vị trí thứ tư, thì cũng có thể chúng ta kéo lại một lần nữa như này. Nhưng cái thứ hai là chúng ta sẽ Ctrl Z lại. Nhớ trong PowerPoint hay bất kỳ một cái gì, phím Ctrl Z và phím thần thánh của chúng ta. Đừng cố sửa mà chỉ cần undo lại cái vị trí ban đầu thôi. Sau đó chúng ta kéo lại thì các cái thao tác của chúng ta nó không bị lặp, không bị quá nhiều thao tác. Đấy, vậy bây giờ chúng ta sẽ thử trình chiếu bài này một chút. Hiệu ứng thứ nhất là hiệu ứng xuất hiện với random, ngẫu nhiên này. Và hiệu ứng thứ hai vẫn là xuất hiện và nó phóng lên này. Hiệu ứng thứ ba là hiệu ứng nhấn mạnh này, và hiệu ứng thứ tư là hiệu ứng biến mất này. À, hiệu ứng thứ tư em để nó là hiệu ứng motion path này, di chuyển này. Và hiệu ứng thứ năm là hiệu ứng biến mất. Rồi, sự khác nhau giữa các hiệu ứng và sự khác nhau giữa animation và add animation. Cách sắp xếp các hiệu ứng, muốn cái nào lên trước, cái nào lên sau, cái nào xuống sau, thì chúng ta sẽ chọn vào nó và kéo thả đến vị trí mong muốn trong phần hiệu ứng Effect Option. Có nghĩa là chúng ta mặc dù chọn cái phần này là random 3 nhưng mà nó đang theo hình ngang, tức là nó xuất hiện cái kiểu đấy, nó nhòe theo hình ngang. Bây giờ muốn cái nhòe này là hình dọc cơ, thì chúng ta vào Effect Option, chúng ta chọn sang kiểu dọc đấy. Và tiếp theo trong cái phần Trigger là gì? Trigger này cực kỳ quan trọng đối với những người thích tạo những cái bấm, nút bấm. Trigger hiểu đơn giản, và khi cái bức ảnh này xuất hiện khi tôi bấm vào một nút. Đây em ví dụ em tạo cái nút này, nút hình ngôi sao đấy. Em chèn một ngôi sao vào đây. Và cái hiệu ứng này chỉ được phép xuất hiện khi em ấn vào ngôi sao. Vậy em sẽ chọn Animation Trigger và Star đấy, 5 point được đấy. Bây giờ thì có thể trình chiếu đấy. Ấn chuột thì nó sẽ biến mất chứ nó không ra đâu ạ, mà phải ấn vào đúng ngôi sao nó mới ra.
Rồi, bây giờ tiếp theo đến mục animation pen, cái mà em bảo ban nãy á, cái mà tương tự với mục home. Format painter chính là sao chép định dạng của đối tượng, còn đây là sao chép hiệu ứng của đối tượng. Cái animation pen em sẽ insert một bức tranh khác. Hay 5k đi. Em muốn toàn bộ cái này nó giống hệt với hiệu ứng của cái thằng số 2 này, giống hệt thằng thứ nhất. Thì cũng tương tự như một cái bức tranh, đó là chọn đối tượng đã chỉnh sửa hoàn thiện. Nhớ nha, em nhắc lại, nhắc rõ ràng này, chọn đối tượng đã chỉnh sửa hoàn thiện, chứ không phải chọn thằng chưa có gì nhá. Chọn thằng đã đầy đủ. Chọn vào Animation Pen và chỉ vào thằng thứ hai. Thấy không ạ, các chị đang nhìn thấy đây, toàn bộ cái đó đã được sao chép sang đối tượng thứ hai. Nhưng muốn cái này nó xuất hiện trong khi em bấm một cái nút bấm khác, chứ không phải thì em lại bấm hình tròn chẳng hạn, hoặc cái mặt cười hoặc trái tim nữa. Khi em bấm vào cái mặt cười này cơ, thì cũng tương tự chỉ vào cái phần animation, tức là chọn đối tượng này, animation này. Em luôn luôn nhắc lại, chúng ta chọn đối tượng nào thì chúng ta sẽ làm việc với đối tượng đó. Vào trigger này, chọn click và chọn mặt cười mai đây. Vậy trong đây khi em ấn ngôi sao thì nó ra thằng ra cái ảnh trước, em ấn vào mặt cười nó ra ảnh sau. Và các thầy cô quan sát là khi ấn vào đối tượng nào, ví dụ em ấn vào cái bức ảnh màu vàng này á, thì toàn bộ cái màu cam ở phía bên tay phải này, có nghĩa là những hiệu ứng này áp dụng cho đối tượng này. Ấn vào cái đối tượng thứ hai thì toàn bộ những cái màu cam này, đã những hiệu ứng này cũng áp dụng cho đối tượng này. Và cái hiệu ứng xuất hiện của cái này là hiệu ứng gì thì chúng ta sẽ chỉ vào nó và nhìn ngay, nó là random này. Hiệu ứng biến mất này là gì, là fly out này. Trong mục animation này đấy thì có ba cái phần cần, có ba mục, ba danh mục. Mục thứ nhất là mục animation và add animation, đó là đổi hiệu ứng hoặc thêm hiệu ứng. Và mục thứ hai là mục cách thức xuất hiện, đó là khi click hay khi tự động xuất hiện hay sau một hiệu ứng có trước. Và cái thứ ba là tốc độ và thời gian, tốc độ của cái phần tốc độ của hiệu ứng xuất hiện. Ngoài ra chúng ta còn có một cái nữa, đó là delay. Delay là gì? Delay khác với duration ở chỗ nào? Duration là tốc độ, còn delay là gì? Khi yêu cầu hiệu ứng cho một đối tượng, nó không được phép thực hiện ngay, mà nó phải đợi 2 giây sau nó mới bắt đầu chạy. Đó, 2 giây sau mới bắt đầu chạy. Tức là tốc độ của cái khoảng cách này nó vẫn là 3, luôn luôn là 3, còn nó không thực hiện ngay. Nếu mình để 0,0 thì nó thực hiện ngay lập tức. Cũng vẫn tốc độ nó vẫn là 3 giây, nhưng chúng ta sau 2 giây nó mới được phép thực hiện. Một cái là tốc độ và một cái là chờ đợi. Và đây sẽ quan sát ạ, lệnh 1, lệnh 2, đấy, lệnh 3 này mất 2 giây chờ đợi để bắt đầu tốc độ sẽ bay ra khoảng 3 giây này. Slideshow ở đây mà có một số cái chúng ta cần quan tâm nữa, đó là cái phần Result Timing này. Khi ấn vào nó, các thầy cô quan sát phía trên góc bên phải này, nó có cái mục thời gian. Thời gian này sẽ giúp thầy cô chủ động với bài thuyết trình của mình là đã diễn ra trong bao nhiêu lâu. From Beginning có nghĩa là bắt đầu từ slide, chúng ta có những 10 slide thì nó sẽ bắt đầu từ slide đầu tiên. From Current có nghĩa là chúng ta đang ở slide thứ 3, thứ 4 thì nó sẽ chỉnh chiếu ngay tại slide chúng ta đang đứng nhé. Đối với lại cái From Beginning này, chúng ta có thể sử dụng phím F5 là chỉnh chiếu từ đầu. Còn đối với lại phần chỉnh chiếu tại slide đang đứng thì chúng ta sử dụng ngay cái góc dưới, cái biểu tượng phía dưới, góc dưới bên phải ạ.
Đây, cái chính mà nay các chị có hỏi là chế độ ghi như thế nào hiệu quả, như là có phần ghi record slide sau này. Cái slide ghi này khá là hay đấy. Đó, biểu tượng máy quay này, nếu chúng ta ấn vào nó sẽ tắt cái thằng phía trên này đi. Ấn vào mic, biểu tượng mic nó cũng sẽ tắt đi. Đây là chế độ ghi màn hình khá hiệu quả. Còn ngoài ra góc trên này chúng ta sẽ bắt đầu ghi khi ấn vào nút màu đỏ. Đấy, góc trên ạ, góc trên bên trái. Khi bắt đầu ghi thì chúng ta sẽ có phím pause và phím resume, có nghĩa là quay trở lại hoặc là dừng lại. Shift tốt là dừng ghi. Replay là chạy luôn để chúng ta xem ạ. Đấy là tính năng ghi này cực kỳ hay ạ. Để thiết kế được một bản PowerPoint, chúng ta đầu tiên là cần phải một ý tưởng. Thì sau khi đưa ra được ý tưởng, chúng ta sẽ triển khai phần nội dung. Đưa ra được nội dung thì chúng ta phải tìm được cái tài nguyên để xây dựng cho cái nội dung mà chúng ta đưa ra đó. Tập hợp những cái đã có để thiết kế một bài xuất sắc. Sau khi thiết kế xong thì chúng ta sẽ trình chiếu sản phẩm, gọi là trưng bày sản phẩm, đưa sản phẩm của chúng ta đến với mọi người. Rồi khi xác định được, khi chúng ta có ý tưởng thì chúng ta sẽ xác định nội dung, xác định cái đối tượng của mình là ai. Sau khi xác định xong thì mục tiêu áp dụng cho cái người học đấy như thế nào, người ta đạt được cái gì và người ta phải làm gì. Chúng ta sẽ đi xây dựng nội dung chi tiết sau khi đã xác định được mục tiêu của bài và chuẩn bị được tài nguyên. Và cái phần cuối cùng là bao giờ cũng muốn cho bài nó hiệu quả, chúng ta có phần tương tác giữa người thiết kế bài bản thuyết trình và có người học viên. Rồi chúng ta có hai nguồn tài nguyên, đó là offline và online. Thì tài nguyên của chúng ta thì có cái tài nguyên văn bản, hình ảnh, âm thanh, video. Online hay offline thì nó đều gồm những cái tài nguyên này. Mục đích của chúng ta là đưa đến thông tin cho đến người học một cách hiệu quả nhất. Cách tìm nội dung ở trên mạng như sau. Các thầy cô có thể mở ngay internet của mình ra, em sẽ hướng dẫn cách tìm. Tìm nội dung từ chính xác. Chúng ta sẽ để sử dụng cái từ cần tìm đó trong dấu nháy kép, trong ngoặc kép. Ví dụ trường tiểu học của Bi, nếu các chị để trong ngoặc kép thì nó sẽ tìm những cái từ nào từ sát nhất, chính xác nhất với từ tiểu học của trường tiểu học của Bi nó tìm lấy. Còn để tìm cho nó phong phú thì chúng ta sẽ không cần ngoặc kép và không cần đánh dấu. Đây, nếu như chúng ta muốn tìm được rất nhiều kết quả tiểu học của Bi, thì các chị sẽ nhìn thấy tới 371 triệu kết quả trong 0,6 giây. Nhưng nếu tìm chính xác từ nó sẽ giảm xuống rất là ít. Đó là chúng ta để trong dấu ngoặc kép ạ. Nó chỉ còn có khoảng 10.800 kết quả thôi, từ mấy trăm triệu kết quả mà nó xuống còn có 10.000 kết quả, tức là những kết quả này sát nhất với và nó sẽ rất là chính xác với cái nội dung chúng ta cần tìm kiếm. Muốn bỏ cái từ phía sau đi, chúng ta chỉ cần ví dụ như hoa sen, chúng ta không thích màu hồng mà chúng ta chỉ thích từ hoa sen thôi, thì chúng ta có thể đánh chữ hoa sen và thêm dấu trừ chữ hồng ở đằng sau. Có thể như các chị tìm chữ tiểu học cao báo quát hoặc là cao báo quát trừ tiểu học, cái chữ tiểu học nó sẽ không được xuất hiện ở bên trong. Nhưng chữ tiểu học thì làm sao, do chữ tiểu học nó là chữ dài và có dấu cách. Chính vì thế chúng ta lại phải bỏ chữ tiểu học ở trong ngoặc kép. Đó là những cách tìm kiếm. Chúng ta có thể đổi trực tiếp đơn vị. Các anh chị vào trong Google gõ ngay chữ 1 USD bằng chữ Việt Nam đồng thì ngay lập tức nó ra kết quả. Ví dụ 50 đô cũng được, 20 đô cũng được, 20 USD bằng RMB là nó sẽ tự ra. Thấy không ạ? Đó là những cách tìm kết quả và những cách làm nhanh nhất. Văn bản chúng ta có dạng .doc, .docx là dạng văn bản, dạng ảnh, trong đó dạng PNG là dạng có nền trong suốt. Nền trong suốt làm gì, giúp chúng ta có được những cái khung hình mà nó rỗng ở giữa để nó chèn lên cái bức ảnh của chúng ta, nó rất là đẹp.
Đây ví dụ để tìm kiếm được những bức ảnh có hình nền trong suốt đó chính là PNG. Ví dụ chúng ta tìm đầu tiên là về chủ đề, ví dụ chủ đề hoa hồng. Cái thứ hai là chúng ta không biết tên nó là gì, chúng ta sử dụng dấu sao ấy, chấm PNG, đuôi chấm PNG là đuôi có nền trong suốt. Và sau khi enter ra, do chúng ta tìm dạng hình ảnh nên chúng ta không để ở mục tất cả mà chúng ta tìm sang mục hình ảnh. Đây, ví dụ em sẽ lấy một cái hình này. Các chị nghĩ là đôi khi là đuôi PNG nhưng nó vẫn có nền. Vì sao? Vì cái người người ta tạo, người ta không biết cách xếp, hoặc người ta cố tình ta đặt cái tên nó có chấm PNG thôi chứ không phải đuôi thực của nó. Đây giống như cái chữ này, đây là toàn bộ phía này, là cái hình này là hình rỗng, khung rỗng ở giữa. Khung rỗng rỗng ở giữa là giúp chúng ta làm gì? Đó là khi chèn một bức hình vào. Chị thấy không? Cái này nó sẽ chỉ che một phần thôi chứ nó không che cái nội dung dưới của chúng ta. Tức là cái khung này nó rỗng. Đây là cái PNG đấy. Và cái loại thứ hai đó là ảnh VIP. Chúng ta cũng không biết tên nó là gì, vẫn tương tự như thế, chúng ta cũng tìm chủ đề. Đó là nữ hoa hồng đấy ạ. Vẫn là hoa hồng đấy, còn nữ hoàng luôn đấy. Nhưng mà chúng ta đổi dạng ảnh này thành ảnh động, nó là VIP. GIF. Các chị sẽ nhìn thấy, ấn vào nó sẽ thấy nó, đấy nó bay này. Nó có những cái phần chuyển động nhỏ nhỏ đó. Đây. Nhưng mà tại sao để tạo cho một cái bài của chúng ta nó sinh động? Tiếp theo chúng ta tìm đến phần video, âm thanh và video. Nên sử dụng phải là trình duyệt cốc cốc. Vì cốc cốc nó tích hợp sẵn cho chúng ta cái phần download. Khi tìm một bài hát, một bài nhạc beat hay một bài hay một đoạn video mà nó hiệu quả với chúng ta ấy, chúng ta sẽ tìm tên giống như em vừa hướng dẫn. Đó là nội dung này. Nếu mà muốn chính xác thì chúng ta để trong ngay kép, muốn lọc bỏ chúng ta tìm trừ cái từ muốn loại bỏ, còn muốn tìm nó được nhiều kết quả thì chúng ta đánh từ đó và không dấu. Trong bài hát cũng thế, ví dụ như em vừa tìm ban nãy đó là sầu đông chẳng hạn, thì trong chúng ta sẽ đánh chữ video hoặc không cần đánh gì cũng được. Đánh sầu đông thì chúng ta sẽ tìm sang trên cái thanh giao diện này, nó có mục video, chúng ta sẽ chọn thanh video. Bắt download hai video như sau. Chúng ta sẽ chỉ vào cái phần dùng cốc cốc mới có nhá. Chúng ta sẽ chỉ vào cái nút mũi tên ở bên cạnh đã, chọn định dạng cho phù hợp. Trong đây có các dạng định dạng video như là Mobi, Small, Medium, Standard, HD và Full HD. Do chúng ta muốn chỉnh sửa và tải nó phù hợp, chúng ta chỉ tải HD mà thôi. Đừng tải nhiều quá, đừng tải ham hố tải phần HD, nó Full HD sẽ thấy lên tới dung lượng 114MB, rất là nặng. Chúng ta chỉ tải cái phần HD là vừa đẹp, hình ảnh chất lượng rất đẹp mà dung lượng nó cũng vừa phải. Còn trong trường hợp các cô muốn chỉ tải âm thanh của cái này thôi chứ không phải tải cả video thì chúng ta cũng vẫn chọn một cái mũi tên đó và chọn xuống Medium. Sau đó chúng ta sẽ chọn tải xuống. Phần hôm nay là cái phần mà chúng ta làm quen với kho công cụ này và cách thức tìm kiếm này. Nhưng buổi mai là buổi
sắp xếp toàn bộ các đối tượng này như thế nào để cho nó quả nhất mà không bị loạn lên đấy. Chúng ta khi mà làm một cái, khi lấy một cái bài của người khác, chúng ta biết sắp xếp nó như thế nào, nó đang nằm ở vị trí nào.